trước việc một số đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp chưa đảm bảo theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo các địa phương trong tỉnh chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và khối giáo dục thường xuyên rà soát kế hoạch thực hiện hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, bảo đảm các yêu cầu cần đạt của từng chủ đề, tiểu chủ đề, xác định rõ quy mô, hình thức, tổ chức, thời gian thực hiện đối với từng giờ học phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, đảm bảo đủ thời lượng chương trình của từng lớp theo quy định, tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp một cách linh hoạt. Trong trường hợp sắp xếp tiết học hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp vào giờ chào cờ đầu tuần và giờ sinh hoạt lớp, các trường phải bố trí thực hiện nội dung của buổi chào cờ, sinh hoạt lớp và thời gian phù hợp. Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong quá trình thực hiện.